Tại sao piano cơ luôn có giá trị cao như vậy? Cùng Minh Phụng Music tìm hiểu nhé các bạn. Đầu tiên hãy nói đến chất liệu của đàn. Gỗ vân sam cho sao bo, gỗ phong cho khung và các bộ phận khác. Nhưng loại gỗ này không chỉ đắt tiền mà còn cần được chọn lọc một cách kỹ càng. Khung gang để chịu lực căng của dây, dây đàn bằng thép chất lượng cao và dây bass cuốn đồng. Nỉ búa và nỉ giảm âm được làm từ lông cừu chất lượng cao, được nén chặt và xử lý đặc biệt để tạo ra âm sắc phong phú. Bên cạnh đó, để sản xuất một cái đàn piano cơ là quá trình phức tạp, đòi hỏi nhiều công đoạn thủ công và kỹ thuật cao. Khung gang phải được đúc một cách chính xác và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo được độ bền. Sao bo được gia công một cách cẩn thận để đảm bảo khả năng cộng hưởng tốt nhất. Các bộ phận cơ học của piano như pedal, búa phím đàn phải được lắp ráp và điều chỉnh một cách chính xác nhất. Một cái đàn piano cơ có thể mất từ vài tháng đến vài năm để hoàn thiện. Và hôm nay các bạn hãy theo chân đội ngũ Minh Phụng Music bàn giao cây piano Yamaha U1F về Bình Thạnh nhé. Còn đợi gì nữa, bắt đầu video nào các bạn. Đàn đã được đem vào nhà khách và lắp ráp xong. Cùng mình tìm hiểu về dòng U1 series này nhé. U1 nổi bật với âm thanh cân bằng và phong phú, thích hợp cho nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Bộ máy cơ được thiết kế một cách chính xác, mang lại cảm giác phím nhạy bén và phản hồi tốt. Thiết kế upright truyền thống nhưng hiện đại, phù hợp với nhiều không gian nội thất. Khung sườn chắc chắn giúp duy trì ổn định và tuổi thọ của đàn. Chiều cao của đàn U1 khoảng 121 cm, vừa phải cho hầu hết các không gian trong nhà hoặc phòng học. Còn riêng về cây U1F này thì sao? Đàn sở hữu thiết kế nguyên khối bằng gỗ cao cấp, khung kim loại rắn chắc đẹp mắt, phím đàn được gọt giũa bằng tay, phủ lớp sơn cao cấp để chống chày, búa đàn được làm từ lông cừu tự nhiên, dây đàn làm từ thép cường độ cao, sao bo là bằng gỗ thông, tăng khả năng khuếch đại âm thanh, tạo nên giai điệu nhẹ nhàng rất riêng của U1F. Chế độ bảo hành hấp dẫn dành cho bạn khi mua piano cơ U1F tại Minh Phụng Music đó chính là bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé các hệ thống showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.